của trường đã đang có mặt trong buổi gặp mặt hôm nay. Xin quý vị chào và vỗ tay thật nồng nhiệt để chúc các quý vị đại biểu thầy giáo sức khỏe, hạnh phúc. Xin kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa thầy giáo và các chú các cô, buổi gặp mặt kỷ niệm 33 năm ngày ra trường 1984-2017 tại thành phố Sầm Sơn, Bến Yêu có rất nhiều những cảm xúc mà quý vị sẽ trao đổi với nhau. Tuy nhiên trước khi đến với buổi gặp mặt chính thức, cháu xin được trân trọng thay lời cho ban tổ chức của khóa của lớp xin được trân trọng giới thiệu quý vị đã và đang có mặt. Điều đầu tiên xin được đặc biệt giới thiệu thầy giáo Lê Đình Sơn, giáo viên chủ nhiệm của lớp trồng trọt 14B. Xin trân trọng cảm ơn thầy. Xin được trân trọng giới thiệu các đồng chí trong ban lãnh đạo của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sâm Lâm. Xin kính mời các đồng chí chúng ta hãy hiện diện. Xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của chú Hà Duy Lục, lớp trưởng lớp 14A trồng trọt. Xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của chú Đỗ Văn Kỳ, cựu sinh viên lớp 12B trồng trọt. Xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của chú Đỗ Xuân Trường, cựu sinh viên lớp 14A kinh tế. Xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của chú Hà Văn Lâm, cựu sinh viên lớp 14B kinh tế. Và đó chính là những gương mặt đại diện cho các cựu sinh viên. Và ngoài ra, cháu cũng xin vui mừng được chào đón và giới thiệu cùng toàn thể các chú, các cô là cựu sinh viên lớp 14B trồng trọt của trường Đại học Nông nghiệp 2 Hà Bắc đã và đang có mặt. Xin quý vị chào mừng các anh đồng nhiệt. Kính thưa thầy giáo, kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa các chú các cô, 33 năm là một chặng đường dài và nhìn thấy gương mặt của các chú các cô ở đây đã thay đổi, nhưng có lẽ tính tình và con người cũng như sự học tập của quý vị ở môi trường Bến Yêu là chắc chắn các bạn. Kính thưa các anh chị trong nguyên là ban lãnh đạo lớp của lớp 14B trồng trọt, là bên cạnh các anh chị là kiêm sinh viên của lớp 14B trồng trọt, các anh các chị lãnh đạo của công ty Sâm Lâm, các anh các chị đại diện các lớp các khóa đến dự cái buổi gặp mặt kỷ niệm 33 năm ngày ra trường từ 1984 đến 2017 lớp 14B trồng trọt. Hôm nay thực sự ra rất xúc động trước cái tình cảm mà các anh chị trong lớp là dành cho tôi, là cũng như tôi cùng đây và cũng đại diện luôn cho các anh các chị các khóa khác đến dự lớp này. Thời gian qua đi quá nhanh rồi, nếu tính cả cái năm vào trường cũng gần 38 năm chứ không phải là 33 năm. Thế cho đến bây giờ mà được gặp lại, tổ chức được buổi gặp mặt như lần này đấy là cũng không đơn giản. Trên đường đi từ thành phố Thanh Hóa xuống đây tôi cũng tính là cái lần trước đến bây giờ mới chưa được 7-8 năm, bây giờ là lần thứ ba rồi, cứ tưởng hình như là 5 năm 2 lần. Thế thì hôm nay từ đây trước hết là nhân danh cá nhân và thay mặt cho gia đình trân trọng cảm ơn các anh các chị là tổ chức cái buổi gặp mặt này và tạo điều kiện cho gia đình chúng tôi đến từ cái buổi giao lưu này, và kính chúc tất cả mọi người trong cái buổi gặp hôm nay sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Và sau đây tôi xin có một đôi lời như thế này đến với Thanh Hóa, tôi xin dùng 2 phút tôi nói thành có một chút tình cảm với người Thanh Hóa đấy, chắc là anh Minh rồi các anh các chị đây cũng nói nhiều rồi. Thanh Hóa thì 27 huyện thì có 2 thành phố, thành phố Thanh Hóa có Sầm Sơn là mới được thành lập cách đây mấy tháng, không có cái này từ năm 2000 thành phố biển 11.000 km², 3,6 triệu dân, cái thu nhập bình quân đầu người cả năm nó khoảng 1.500 USD. Thế thì về cái du lịch phía biển này có 102 km bờ biển, Sầm Sơn 8 thì 6 điểm ven biển. Và lúc này là báo cáo với chị là cái khu du lịch ven biển thì Sầm Sơn là một trong những cái nơi du lịch nổi tiếng của
thành phố là gồm một cả nước. Ngoài ra còn có Hải Tiến, thì có cả Hải Hòa. Lên cái phía Tây Nam trên kia có Lăng Kinh, suối cá Cẩm Lương, và vào trong kia thì đi sơn ra về kia thì có đi sơn. Các điều kiện các anh chị tham khảo. Và hôm nay tôi tổ chức cái tại đây thì báo cáo với anh chị, thì đối với chúng tôi thì về phía cá nhân tôi báo cáo với các anh chị cũng biết thêm thông tin thôi. Từ khi xa trường tức là xa lớp, thì lúc mà lớp chúng ta cũng đã gần sắp tốt nghiệp rồi, thì do cái điều kiện là trường tuyển bộ vé thì tôi cũng trường tuyển Thanh Hóa và đã công tác tỉnh ủy, sau đấy chuyển sang sở khoa công nghệ, trước kia là ủy ban khoa công nghệ, và công tác ở đấy cho đến cái tận ngày về hưu là năm 2015, tháng 5 2015, và cũng từ một anh cán bộ trưởng thành tại đấy, và sau khi trước khi về hưu thì lại được tỉnh cũng như tưởng các anh trong tỉnh ấy cũng giới thiệu là tiếp tục là chủ tịch cái nhiều của đội khoa kỹ thuật Thanh Hóa, thì vẫn là cái cơ quan nhà nước và cho đến bây giờ thì vẫn đang làm ở đấy. Thì đấy là về cái quá trình công tác xin báo cáo các anh chị. Còn về trong cái tình cảm hôm nay ấy, đối với chúng ta thì tôi chỉ có vài cái điều như thế này thôi. Đây là cái cơ hội rất là tốt, rất là quan trọng để anh chị em trong lớp có cái điều kiện gặp gỡ nhau, trước hết là biết về điều kiện công tác, hoàn cảnh gia đình, cuộc sống và chia sẻ với nhau và ôn lại cái truyền thống trong những cái năm qua, trong những cái năm gần 40 năm qua khi mà được sinh sống với nhau. Và cho đến giờ thì mỗi người có điều kiện có hoàn cảnh, có những người thì gặp rất là may mắn để phát triển được, có những người thì cái điều kiện khó khăn, thì đây là cái cơ hội để chúng ta gặp và chia sẻ với nhau. Thì cũng là những cái hội này tôi gửi gắm tình cảm đến tất cả các anh các chị trong lớp, thật tình mà muốn tâm sự trao đổi thì cũng rất nhiều, nhưng mà rất xúc động mà muốn dành cho các anh chị khác, anh lãnh đạo công ty song song với các anh nguyên là lãnh đạo các lớp khác để trao đổi trong mình. Điều cuối cùng tôi cũng chỉ mong muốn là cố gắng phát huy tốt truyền thống này, cũng như cái trường đại học năm 12 Hà Bắc vừa rồi đã tổ chức là kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường tại đại học năm 1 luôn thế, mà có một cái chuyện nào đấy là cái tổ chức tại cái nơi chúng ta học tại cái Yên Hà Bắc là những cái gì mà thăm lại trường dân cũng rất là hay. Điều cuối cùng, một lần nữa xin thay mặt cho gia đình và rất là trân trọng cảm ơn các anh nguyên lãnh đạo lớp, các anh các chị trong lớp, ban đặc biệt là ban cái tổ chức lớp này, cái lớp ban tổ chức cuộc gặp gỡ này tạo cái điều kiện cơ hội cho chúng ta gặp gỡ nhau trong buổi này. Xin chân thành cảm ơn và chúc sức khỏe anh. Các chị ở các khóa về đây dự thì nhờ gửi lời
chúc đến các anh các chị sức khỏe, hạnh phúc và chưa được thành đạt trong cuộc sống và công tác. Xin cảm ơn các anh. Hạnh phúc ngày và đêm nhỉ. Thưa với đồng chí Huy, em xin được đồng ý thêm một chút. Có một cô gái mà em đã giới thiệu rồi. Khi mà nói đến công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sông Lâm thì ca sĩ Quỳnh Trang có nói là ố, công ty gần nhà em. Đây là chính cô gái Quỳnh Trang đấy ạ. Và bây giờ người cùng quê sẽ hát hỗ trợ và hát song ca cùng với chú Huy được không ạ? Mình chưa
là nhớ lại là một số đồng chí chúng ta dù muốn cũng không thể gặp lại được, và ba đồng chí là đã ra đi không bao giờ gặp lại chúng ta nữa, đó là anh chị anh Quân, là một anh Hảo và anh Bình Minh, và theo những thông tin chính thức thì còn một vài đồng chí nữa. Thì hôm nay chúng ta ở đây thì có ba anh chị cũng là rất là chúc mừng, chúc mừng những người còn lại rất là khỏe mạnh, nhưng mà rất là thương nhớ những người mà không về hôm nay. Thì có ba anh chị là cái ban liên lạc của tôi là tôi Vũ Lan là đã và đã hơn một tháng nay, và hôm nay tổ chức thì sự ủng hộ của các bạn là một thầy cô của các anh các chị về hôm nay thì là cũng là nguồn động viên của những người tổ chức. Nếu mà tổ chức mà sự tham gia ủng hộ không được nhiều thì cũng rất là buồn, nhưng mà lớp ta là cũng anh các chị là tham gia cũng tương đối đầy đủ. Và tôi cũng xin cảm ơn những anh Mạnh Thường Quân, những cái bạn mà có điều kiện kinh tế đã đóng góp kinh tế trong nhiều nhiệm kỳ này, nhiều thời gian hiện nay để tổ chức được thành công. Thì thay mặt ban liên lạc thì tôi cũng xin thông báo sơ bộ cái quỹ của ta một tí, dù sao chúng ta tạm được năm, tức là sau cái tổ chức đợt hai vào Hà Bắc thì chúng ta còn 75 triệu, và tôi đã gửi tiết kiệm và đến nay là thành 96 triệu, thêm được 21 triệu. Thì trong đấy là ngày vào hội trường là đóng góp cho trường Tâm Hoa là 5 triệu, và em Bình Minh trước khi mất tôi có gửi quà là 1 triệu nữa là còn 90 triệu. Thì cho đến giờ phút này thì theo tính toán sơ bộ của nhà biết báo cáo lên thì hiện nay báo cáo là theo dự truy của ta thì đến nay là tầm khoảng 73-75 triệu, thì cái mức độ mà ta vui đến 1 triệu ngay nữa. Xin thông báo một vài phép sơ bộ, tức là riêng tiền phòng tiền hội trường mà cô đơn đây khoảng 38 triệu, còn tiền ăn là khoảng 3 cái nữa để tài quý vị thông báo. Và cũng theo thống nhất của một số các đồng chí trong lớp đấy thì là lớp ta năm nay là không cần phải tổ chức đóng góp cái nữa, bởi vì là tôi giữ cũng ngại lắm, bởi vì là tôi giữ nhiều ngại mà các anh chị nói là tôi không làm tôi hô là ok thôi đấy, cũng là rất là tốt ở đấy. Thì hôm nay là thay mặt ban liên lạc thì cũng xin thông báo là hiện nay là nữ của ta là thiếu 10 đồng chí nữ, đa số là nữ, còn đa số là đồng chí là không còn nữa không đi được, còn lại là ta làm với là ta đi tương đối đầy đủ đấy. Thì báo cáo đồng chí là thay mặt ban liên lạc thì một lần nữa xin cảm ơn thầy Sơn và công nhân, cảm ơn các đồng chí trong ban lãnh đạo công ty Sông Âm, cảm ơn các đồng chí tổng đoàn kinh tế khóa 14 khóa 12 đã đến dự để buổi giao lưu của tôi thành công tốt đẹp, và hy vọng là lần sau mà ban tổ chức chúng tôi có nhã ý, tức là muốn gặp gỡ, thực ra mà nói ban liên lạc là thay mặt các đồng chí là thể hiện cái nguyện vọng của đông đảo của lớp ta. Chúng tôi chỉ truyền tải những cái nguyện vọng đấy và để cho hôm nay để thành công. Và cũng xin cảm ơn công ty Thiên Long cũng đã có cái sự đóng góp cho cái buổi giao lưu hôm nay, và cảm ơn các ca sĩ rồi là các cái nhà tài trợ, đặc biệt là các ca sĩ đã người dân tiên tình nên là rất là tuyệt vời, chúng nói là vừa rất là sôi động nhưng mà vừa rất là ý nghĩa và rất đảm bảo kết hợp hài hòa. Một lần nữa xin cảm ơn thầy Sơn và tất cả các bạn học sinh viên trường 2, cảm ơn các bạn trồng trọt hướng lên, cảm ơn những nhà